Vâng, xin chào tất cả anh em đam mê PCP. Chào tất cả anh em quay lại với shop bên em. Shop bên em là shop kẹo chì mềm, chuyên cung cấp tất cả mặt hàng kẹo chì cho anh em. Anh em nào muốn đặt hàng về chơi, liên hệ cho em qua số điện thoại ở trên màn hình là 0963 793 736. Anh em kết bạn Zalo để gửi mẫu tư vấn cho anh em tham khảo. Vâng, thì hôm nay tiếp tục em lên video của chương trình mua 1 cân tặng 3 lạng khi anh em mua 1 cân kẹo Munster hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bên em. Trước khi vào chi tiết, anh em nào đi qua xem video cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để em lên tương tác nha anh em. Anh em nào đang dùng hàng bên em mà có điều gì chưa hài lòng về chất lượng sản phẩm cho em xin một lượt bình luận ở phía dưới để em khắc phục, phục vụ anh em tốt hơn. Hàng nhà em thì cách thức giao dịch từ xưa đến giờ thì vẫn là ship code COD, hàng không kiểm nha anh em. Anh em nào tin tưởng yêu quý shop, anh em đặt hàng, nhận hàng thanh toán. Anh em nào không tin tưởng, anh em có thể qua các shop khác để tham khảo. Hàng nhà em sẽ cam kết cho anh em hàng em quay như nào, em gửi anh em chất lượng đúng như video em đã quay, nên anh em yên tâm. Vâng, thì quay lại vấn đề chính, hôm nay tiếp tục lên video giới thiệu cho anh em cái mặt hàng Munster, hàng nhập khẩu và chương trình khuyến mại mua 1 cân tặng 3 lạng cho anh em. Thì hai hộp này nó sẽ là 1 cân 3 nha anh em. Bình thường em sẽ bán là 650.000 1 cân 3. Nay em sẽ giảm xuống còn 500.000 1 cân 3 bao ship cho anh em. Hàng này thì ưu điểm của nó là lướt gió tốt, là khi anh em chơi và trời gió là độ vươn và độ trụm dường như sẽ không thay đổi, trừ khi gió quá to nó sẽ lệch đi một xíu thôi. Đấy, còn những cái gió bình thường thì nó sẽ độ vươn và độ trụm thì em đảm bảo cho anh em là từ 100 đến 120 mét. Đấy. Đấy, ưu điểm của nó là lướt gió, nhưng mà nếu mà trời không có gió thì em khuyên anh em là nên dùng hàng FX hay là hàng hộp vàng, nó sẽ tốt hơn. Đấy, hàng này đây, chất lượng này, hàng rất chi là đẹp. Nói chung là hàng nhập khẩu đây, FX nhập khẩu hay là hàng đóng máy thì hàng này sinh ra là chỉ để chơi lúc trời gió thôi. Đây, nó thì khác nhau là hàng này nó sẽ là chì cao cấp. Đây, hàng 100% đều đẹp cho anh em. Đấy. Vâng, thì anh em nào muốn đặt hàng liên hệ cho em qua số điện thoại trên màn hình là 0963 793 736 nha anh em. Vâng, chào tất cả anh em.